Đừng lấy kinh vàng nha mọi người. Chẳng là tôi phun những anh thao nào thì mà tôi tục chưa thao. Đồ to giờ. Đây nông trại nha, nông trại nuôi gà. Vô 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 vô. Nhúng nhúng nhúng. Cái nước. Quay, qua trời luôn mày. Đây này, đây này, đây này, đây này. Ui giời, nhảy qua bên kia rồi. Đây nha, đây nha, đây nha. Đây, đây, đây. Đủ kiên vàng quá trời luôn. Kêu. Cây cà phê đang ra hoa nha. Đây này. Nhưng mà chưa có trái đâu. Để thiếu nước. Đang lượm mấy cái lá. Không biết lượm, biết nhạc cơ. Tuyệt nó canh chua. Nấu canh chua cá lóc. Vẫn còn nguyên hai con cá lóc ở trong tủ lạnh nhá. Không phải cá lóc, cá trê. À lông, cá trê. Còn... Bằng bánh nè. Thôi video mình tạm dừng tại đây nha các bạn. Chào tất cả mọi người nha.